Thưa quý vị và bà con, thời tiết bất lợi, mưa nhiều trong một tháng qua đã tác động rất lớn đến vùng trồng rau tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ sản lượng rau củ sụt giảm mà việc vận chuyển bị ảnh hưởng cũng tác động đến giá cả và chất lượng nông sản khi đến tay người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gần đến kỳ thu hoạch thì mưa liên tục trong 20 ngày đã làm vườn rau của anh Trung bị hư hại hoàn toàn. Chi phí cho vụ sản xuất lên đến 5 triệu đồng một sào, nhưng giờ đây anh đành phải bỏ cả 5 sào rau. Đánh như bây giờ thế này là chắc phải đến sang đến đầu tháng tới là mình mới xuống được giống. Mà dự tính là phải tầm sang đến tầm tháng 8, sang đến tháng 9 thì mình mới qua cái thu. Tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương, hai vùng trồng rau lớn của tỉnh Lâm Đồng, rau củ chủ yếu vẫn được canh tác ngoài trời. Đợt mưa kéo dài từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 khiến nhiều diện tích rau bị hư hại. Nặng thì mất trắng, nhẹ thì sản lượng giảm đến 40-50%. Hiện nay để thu gom đủ lượng rau cho các đơn hàng là điều không dễ với các vựa rau. Tại điểm thu mua này, lượng rau về trong ngày giảm khoảng một nửa so với ngày thường, giá rau lại tăng lên gấp đôi. Chất lượng nó không kém theo nên nấm bệnh nè, mình bơm thuốc thì dẫn đến cái hàng nó sẽ bị hư nhiều, nấm nhiều, bỏ đi nhiều. Kích thước nhỏ lắm, hồi trước 200 gram thì bữa nay còn được 50-70 gram thôi. Mưa kéo dài ảnh hưởng đến các tuyến giao thông cũng gián tiếp tác động đến chất lượng rau đưa ra thị trường. Như hàng hóa ở đây nó vận chuyển trong đêm xuống thành phố Hồ Chí Minh rồi các tỉnh phía Nam, rồi ngày mai thì nó phải kết nối với cả các cái vận chuyển tiếp theo nữa, nó mới đến được các cái cửa hàng và các siêu thị. Thì khi nó bị khựng lại thì nó làm cho cả một cái hệ thống đấy nó bị chững lại. Nó cũng sẽ sinh ra ngoài cái chi phí thì nó sinh ra cái hao hụt hư hỏng đấy. Dự kiến phải gần một tháng nữa, nguồn cung rau củ tại Lâm Đồng mới ổn định trở lại khi lứa rau củ mới xuống giống vào kỳ thu hoạch.